Phải làm gì khi mà con trở nên cáu giận? Chuyện là hôm nay Ori có một quả bóng bay nhỏ mà con rất là thích nên là chỉ muốn tự cầm ở trên tay thôi. Dù bố mẹ đã nhắc là để bố mẹ cầm hộ cho nhưng mà bạn ấy vẫn không chịu. Thế nên là khi đi trên đường Ori bị ngủ gật, vậy là quả bóng bay bay mất. Về đến nhà không thấy quả bóng bay đâu, thế là Ori bắt đầu khóc. Bố Thịnh lúc đó là chỉ muốn làm sao để làm dịu được cơn nóng giận của Ori ngay lập tức. Thế là cũng định Ori kiểu bây giờ con nín khóc đi thì chiều bố sẽ tìm cho con quả bóng bay khác. Nhưng với tâm lý của một bạn nhỏ đang chỉ nghĩ đến quả bóng bay kia thôi thì Ori càng ngày càng khóc to hơn. Và để tránh hai bố con không thể giữ được bình tĩnh nữa thì mình quyết định ngồi lại để nói chuyện với Ori. Rồi mẹ biết rồi, nào quay đây. Mẹ bảo là con có cầm bóng được không? Sao con làm gì? Không biết nữa. Con cần đầu đúng không? Yes. Rồi, thế xong rồi con cứ cầm bóng ở trên tay, thế là đi đường lúc mà con ngủ say quá xong rồi quả bóng nó hụt đi, mẹ cũng không kịp cầm lại cơ. Thật sự thì có rất là nhiều cách để giải quyết được cơn nóng giận của con. Nhưng với mình trước giờ thì dù là chuyện gì, Ori có khóc ngắn hay là dài, thì khi con đã đủ bình tĩnh và cảm thấy an toàn thì mình sẽ chọn cách kể lại câu chuyện từ đầu để con hiểu được lý do vì sao và cũng là cách để mà con biết lắng nghe hơn. Nhiều người nói là đừng nên dạy con hiểu chuyện quá sớm, nhưng mình thấy đúng là sẽ có những chuyện con hiểu sớm thì sẽ không tốt, nhưng mà những chuyện như thế này thì con hiểu sớm thì sẽ hình thành được thói quen tốt ngay từ nhỏ. Rồi, vui vẻ nhé. Kẻ vì quả bóng thôi.